của anh. Của em à, không chịu đâu. Trả em đây. Ôi trời, hai anh em Tony lại tranh nhau hộp màu rồi. Nếu anh cần, em phải đưa cho anh bút màu đấy nhá. Em biết rồi. Đưa anh mượn màu xanh lá cây nào. Vâng, đây ạ. Đây là màu cam mà. Đây chắc chắn là màu xanh lá cây rồi. Anh ơi, màu xanh lá cây đây ạ. Đây không phải là màu xanh lá cây. Còn đây thì sao ạ? Không phải. Ôi không, hình như Helen không phân biệt được màu sắc thì phải. Em chẳng biết phân biệt màu sắc gì cả. Helen bị tổn thương trước lời nói của anh trai. Em đến đi, anh sẽ dạy em cách phân biệt màu sắc nha. Vâng ạ. Em xem này. Nhiều kẻ quá. Xanh lá cây. Xanh lá cây. Còn đây là màu vàng. Màu vàng. Đỏ. Đỏ. Xanh da trời. Còn đây là màu... Ơ, hết mất rồi. Cách này cũng không ổn rồi. Đọc theo anh nào. Đỏ. Đỏ. Vàng. Vàng. Xanh lá cây. Xanh lá cây. Tốt lắm. Màu gì đây? Màu vàng. Thế còn đây? Xanh lá. Trời ơi, Helen lại quên mất rồi. Tony lại nghĩ ra cách gì vậy nhỉ? Xem anh có gì nào. 1, 2, 3, 4, 5. Đây là màu đỏ. Đây là màu cam. Màu vàng. Xanh lá. Xanh da trời. Tốt lắm. Bây giờ em đọc lại lần nữa cho anh xem nha. Vâng ạ. Đỏ. Cam. Vàng. Xanh lá. Xanh da trời. Đúng rồi. Những ngón tay màu sắc thật tuyệt. Đưa anh màu đỏ. Đây ạ. Anh cần màu vàng nữa. Cảm ơn em nhé. Còn màu cam thì sao? Đây ạ. Bây giờ Helen có thể tự tin đưa màu cho anh Tony mà không sợ nhầm nữa rồi. 5 phút sau. Xong rồi. Cho em xem với. Tony treo em. Tony là một người anh thật tuyệt vời phải không nào các bạn? Mình đói quá đi. Ui, thật là ngon. Hình như không có ai đây thì phải. Ôi không, ai lại vất rác bừa bãi thế nhỉ? Chắc là Chena đi mà. Mình phải làm gì đó mới được. Chena. Úi. Yêu cầu bạn dừng xe. Chào chị cảnh sát, có chuyện gì thế? Chena, em không được xả rác bừa bãi như thế. Vâng ạ. Mình phải thu dọn rác và vứt nơi quy định mới được. Khoan đã. Sao thế ạ? Không phải vứt gì thế đâu. Em nhìn bên kia kìa. Phải phân loại rác ra nữa nhé. Em hiểu rồi ạ. Em giỏi lắm. Tạm biệt chị. Nhiều bướm đẹp quá. Mình phải bắt về mới được. Dừng lại ngay. Có chuyện gì thế ạ? Em không nên dùng vật làm hại bướm bướm. Không, em không chịu đâu. Ờ, phải làm sao bây giờ? Chúng mình cùng chơi đuổi bắt nha. Candy, đứng lại. Bắt được rồi này. Tiếp tục nhé. Bên trái này, bên phải này. Vui quá. Chị ơi, thả em Candy, em hiểu rồi ạ. Được thôi. Bướm là bạn của chúng ta, vậy nên em hãy để các bạn ấy sống trong môi trường tự nhiên nhé. Vâng ạ. Candy, nhìn kìa, bướm đẹp quá. Hey, yeah, yeah. Trời yêu tinh xấu xa. Dạ, dạ. Gina, không được làm như thế. Ờ, em đang chơi mà. Em đang làm cây bị đau đấy, em nhìn kìa. Hả, gì thế? Ôi không.
xin lỗi, bạn đừng khóc nữa nha. Jenna, phải dùng bình nước này nè. Mình tưới nước cho bạn nhé. Đừng giận mình nha Kay. Ha ha, bạn ấy cười rồi kìa. Em sẽ làm hoa si. La 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 la. La 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 la. Ôi không, mà bị đổ ra bàn rồi. Phải lao đi mới được. Mau lên, nếu không mẹ sẽ mắng mình mất. Ôi, Candy, em đang làm gì thế? Em đang lao mực ạ. Chị nhìn này. Dừng lại, em có biết để làm ra một tờ giấy người ta phải chặt rất nhiều cây xanh không? Ôi, thật là đáng sợ. Vậy nên chúng ta phải dùng giấy thật tiết kiệm nhé. Em làm như thế này này. Một vài phút sau. Mang ho, chị thật là giỏi. Ôi, tay của mình nhiều vi khuẩn quá. Phải rửa tay thôi. Mẹ mình đã dạy, phải rửa thật kỹ để có một bàn tay sạch sẽ, thơm tho. Rửa tay xong rồi, mình rửa cả mặt luôn nè. Sau đó mình sẽ đánh răng, đánh từ trên xuống, từ trong ra ngoài. Và phải súc miệng nữa nhé. Ôi, Candy à, em không nên để vòi nước như thế. Em đang lãng phí nước đấy. Điều đó sẽ làm cho nguồn nước bị cạn kiệt. Và các bạn cá sẽ không còn nhà để ở nữa. Ôi không, em hãy sử dụng cốc nhé. Chị ơi, dùng xong em sẽ tắt nước. Ồ, nay Jenny hóa thân thành một tên trộm. Điều gì thú vị sẽ xảy ra đây? Mời các bạn đón xem nhé. Tên trộm đang có kế hoạch gì vậy nhỉ? Được rồi. Ôi trời, nhưng lúc cảnh sát ngủ quên, tên trộm đã lén lút vượt ngục và nhanh chóng trốn mất. La 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 la. Lâu lắm rồi mình mới được ăn gà rán, thích quá đi mất. Wow. À, quên mất, mình phải đi rửa tay trước khi ăn. Các bạn nhỏ nhớ rửa tay sạch sẽ trước khi ăn để đảm bảo an toàn vệ sinh nhé. Ôi trời, tên trộm đang đột nhập vào nhà của Alice. Thật là nguy hiểm quá đi. Thì ra là mùi thơm phát ra từ đây. Là gà rán. 5 phút sau, chiếc đùi gà của Alice đã bị tên trộm ăn mất rồi. Ngon thật đấy. Thật không thể tin được. Đò quá đi mất. Alice vẫn đang rửa tay bên trong mà không hề hay biết. Mình đã rửa tay xong rồi. Bây giờ tay của mình vừa sạch lại vừa thơm nữa. Trời đất ơi, chuyện gì thế này? Ai đó đã ăn mất gà rán của mình. Mình chỉ mới ra ngoài một lúc thôi mà. Là ai có thể ăn gà rán của mình được nhỉ? Bên ngoài phòng khách, mẹ đang xem tivi rất vui vẻ. Ôi, em bé dậy rồi. Đây đây, mẹ đây, em bé ngoan nào. Ôi, tên trộm vẫn chưa đi sao? Ủa, trà sữa. Ngon quá đi mất. Vậy là tên trộm lại tiếp tục uống trà sữa của mẹ rồi. Chuồn máu. Ơi, em bé của mẹ ngủ ngoan nha. Ôi trời ơi, trà sữa của tôi đâu hết rồi? Mình chỉ uống nó mà. Tôi nhầm không nhỉ? Trà sữa của mẹ đúng không? Không phải con, gà rán của con cũng bị ai đó ăn mất rồi. Quái lạ nhỉ, chẳng lẽ nhà mình lại có trộm? Chúng ta phải đi tìm tên trộm đó. Được rồi, mẹ con mình đi thôi. Đi nào. Tuyệt cú mèo. Bố ơi, anh ơi, nhà mình có trộm. Trộm đâu? Trộm đâu? Đâu? Bố không sợ đâu. Con nghĩ
tên trộm đang ở nhà mình. Chưa bắt được, để mình nghĩ lại chút xem. À, bố đã có cách. Cách gì vậy ạ? Đúng thế. Lại đây bố bảo nè. Chúng ta sẽ... Được đó. Không biết là kế hoạch của cả nhà là gì đây? Mùi gì mà thơm thế nhỉ? Đây rồi. Lại được ăn mì rồi. Ôi! Ô! Bắt được rồi. Tên trộm ngang nhiên ăn vụn mì mà không hề biết nguy hiểm đang đến gần. À, trời quá. À, thôi tiêu rồi. Bắt được tên trộm nhà ngươi rồi nha. Không thoát được đâu. Đừng, đừng mà. Hãy tha cho tôi. Chào cả nhà. Chào chú cảnh sát. Đi mau. Tôi biết lỗi rồi, hãy tha cho tôi đi. Chúng ta. Cuối cùng tên trộm cũng bị bắt rồi.